Mà đây là cái thực đơn ăn kiêng của John Cena, sẽ giúp cho tăng cơ giảm mỡ, thế nên là nó chỉ bao gồm là 3.000 calo thôi, cũng rất là ít đúng không mọi người. Bây giờ là 5 giờ sáng, mình sẽ mất cả ngày để chuẩn bị những bữa ăn này đây. Thì bật mí cho các bạn biết rằng John Cena sinh ngày 23 tháng 4 năm 1977 và đạt rất là nhiều chức vô địch ở WWE, và anh ta cao 1m85 và nặng đến 114kg, quá khổng lồ đúng không. Bữa ăn đầu tiên thì mình sẽ ăn khoảng 900 calo, bắt đầu nào. Để có được một bóp tay to vĩ đại để bao nhiêu người phục nể thì John Cena đã luyện tập rất là chăm chỉ, và mình sẽ tập y chang anh ấy. Sau bữa ăn thứ nhất mình sẽ tập bóp tay, mình sẽ chia ra 3 rep mỗi lần 10 cái, bắt đầu thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là gạo cũ với lại là gạo lứt ngon. Đây là bữa ăn thứ 4, sau khi ăn bữa này thì mình đi tập squat luôn.
bây giờ là 3 giờ. Sau khi ăn cái trái chuối với lại là bún quay xong thì mình sẽ đi tập chân. Đây cũng là cái bữa thứ 6. Ăn xong bữa này thì mình sẽ tập cực nặng. Bởi vì sắp tới mình thi marathon rồi. Các bạn nhớ like, subscribe và ủng hộ mình nha. Ai mà ăn nhiều quá, lượng calo nạp vào nhiều, không có chỗ tải ra, mọi người nhớ tập thể dục. Qua bên danh sách phát, qua zone gym, tập gập bụng, tập căng chiều cao, tập hip, tập cardio, nhiều vào.